Phần tin liên quan đến thế giới, thưa quý vị. Đại sứ quán Hoa Kỳ khuyến cáo công dân liên quan đến cuộc tấn công sắp xảy ra ở Moscow của Nga. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow cảnh báo các phần tử cực đoan đang âm mưu tiến hành những vụ tấn công ở nước Nga trong vòng vài ngày tới. Đại sứ quán khuyến cáo người công dân Mỹ ở Moscow hãy tránh các điểm tụ tập đông người trong vòng 48 tiếng. Đại sứ quán cũng kêu gọi người dân Mỹ hãy luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để biết những thông tin cập nhật. Ngoài ra, Đại sứ quán Hoa Kỳ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào. Các giới chức của Nga vẫn chưa bình luận gì về cảnh báo này. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh là căng thẳng giữa Nga và Mỹ đã leo thang. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao của Nga đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ là Lynn Tracy và yêu cầu Đại sứ quán cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Hoa Kỳ tài trợ mà gần đây bị cấm hoạt động ở Nga. Ông Medvedev tuyên bố Nga không còn lằn ranh đỏ với Pháp. Tờ Le Monde cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa gặp lãnh đạo các đảng phái ở nước này để thảo luận về tình hình Ukraine. Tại cuộc gặp, Tổng thống Macron phát thảo kịch bản Nga tấn công thành phố Odessa và thủ đô Kyiv của Ukraine, điều ông cho rằng có thể dẫn tới hành động can thiệp vì Pháp không nên để việc này xảy ra bằng bất cứ cách nào. Ông Macron cũng khẳng định với lãnh đạo các đảng phái rằng không có giới hạn nào đối với sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Phản ứng trước thông tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nước này cũng sẽ xóa bỏ lằn ranh đỏ với chính quyền Tổng thống Macron, ám chỉ Nga sẽ không loại trừ hành động nào với Pháp trong trường hợp xung đột xảy ra giữa hai nước. Ông Medvedev, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều lần đưa ra tuyên bố cứng rắn nhằm vào Kyiv và các nước phương Tây kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ. Ông Medvedev ngày 11 tháng 1 cũng cảnh báo nếu Ukraine tấn công các điểm phóng tên lửa trên lãnh thổ Nga bằng đạn tầm xa do phương Tây cung cấp, Moscow có thể dùng vũ khí nguyên tử để đáp trả. Căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Pháp gần đây leo thang sau khi Tổng thống Macron ngày 26 tháng 2 tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, điều được cho là cấm kỵ và có thể khiến NATO bị cuốn vào cuộc chiến quy mô lớn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Pháp, cảnh báo việc phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO và Nga. Tổng thống của Moldova cáo buộc Nga muốn lật đổ chính quyền. Trong một phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Maia Sandu là Tổng thống của Moldova đã cáo buộc Nga đang tìm cách kiểm soát Moldova bằng cách uy hiếp về năng lượng, ủng hộ cho các cuộc biểu tình và các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch và thậm chí cố gắng giàn dựng một cuộc đảo chính. Bà không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố của bà và Nga hiện nay vẫn chưa bình luận gì về cáo buộc này. Ngoài ra, bà cũng cảm ơn Tổng thống Macron vì đã ủng hộ cho chính quyền của bà hiện tại cũng như là cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự. Chuyến thăm Paris của bà Sandu đã mang lại những thỏa thuận về hợp tác quân sự và kinh tế giữa Pháp và Moldova. Trong khi đó, Tổng thống Pháp cũng tuyên bố là Pháp sẽ ủng hộ vững chắc cho Moldova, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Moldova và phe ly khai thân với Nga. Kể từ khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraine, Moldova đã lo ngại rằng Điện Cẩm Linh có thể sử dụng vùng ly khai Transnistria để mở một mặt trận mới ở phía Tây Nam, ngay gần tỉnh Odessa, về phía Nam của Ukraine. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi rõ rệt khi chính phủ Moldova, vốn là một quốc gia thuộc về Liên Xô cũ, đã thể hiện quan điểm thân với phương Tây. Moldova đã được trao tư cách ứng cử viên của Liên minh Âu Châu vào năm 2022, với kế hoạch sẽ trở thành thành viên của khối này vào năm 2030. Tướng hàng đầu quân đội Ukraine bị sa thải tới Anh làm đại sứ. Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo cựu tổng tư lệnh Valery Zaluzhny vừa được bổ nhiệm làm tân đại sứ của nước này tại Anh quốc. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đã thông báo cho phía Anh và chính thức yêu cầu London phê chuẩn. Trong một bài phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky đã giải thích thêm về vấn đề này và nhấn mạnh việc bổ nhiệm sẽ chỉ có lợi cho mối quan hệ giữa Kyiv và London và giúp quan hệ giữa hai nước trở nên bền chặt hơn. Ông Zaluzhny bị Tổng thống Zelensky sa thải khỏi chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine hồi tháng 2 với lý do Kyiv cần đưa ra những cách tiếp cận mới và chiến lược mới trong xung đột với Nga. Thay thế ông Zaluzhny là tướng Alexander Syrsky, người đứng đầu lục quân Ukraine vào thời điểm đó. Việc sa thải ông Zaluzhny diễn ra sau khi có thông tin ông và Tổng thống Zelensky đã bất đồng quan điểm trong vấn đề quân sự suốt nhiều tháng. Nhà lãnh đạo Ukraine còn được cho ngày càng cảnh giác trước vị tướng nổi tiếng và coi ông là đối thủ chính trị tiềm năng. Liên Hiệp Quốc phản đối Do Thái mở rộng khu định cư ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Ngày hôm nay, cao ủy nhân quyền với Liên Hiệp Quốc là ông Volker Türk đã phản đối mạnh mẽ về việc Do Thái mở rộng các khu định cư ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người dân Palestine, cho rằng hành động này sẽ ảnh hưởng đến triển vọng thành lập nhà nước Palestine. Trong báo cáo gửi đến cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Türk cho biết việc xây dựng các khu định cư bất hợp pháp của Do Thái ở khu bờ Tây đang bị chiếm đóng, đang gia tăng nhanh cùng với tình trạng xung đột leo thang ở dải Gaza. Nhấn mạnh, kế hoạch của Do Thái về xây dựng thêm 3.476 ngôi nhà định cư mới ở các khu như là Mali, Adumium, Efrat và Kedah nằm ở tại bờ Tây là một vấn đề trái phép với luật pháp quốc tế. Theo báo cáo, trong vòng một năm, tính cho đến ngày 31 tháng 10 năm ngoái, đã có khoảng 24.300 ngôi nhà được xây mới ở các khu định cư hiện có của Do Thái ở vùng bờ Tây. Đây là con số lớn nhất được ghi nhận kể từ khi việc giám sát hoạt động xây dựng nhà định cư được tiến hành vào năm 2017. Con số nói trên bao gồm có gần 9.700 ngôi nhà ở phía đông của Jerusalem. Báo cáo cũng chỉ ra các hành động cưỡng bức di rời, không cấp giấy phép xây dựng, phá dỡ nhà cửa và hạn chế di chuyển đối với người dân Palestine. Báo cáo ghi nhận có 602 cuộc tấn công của người định cư nhắm vào người dân Palestine kể từ khi xung đột bùng phát ở dải Gaza. Chi tiêu tiêu dùng tại Nhật Bản giảm mạnh nhất trong 35 tháng. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Nhật Bản, chi tiêu gia đình trong tháng 1 năm 2024 của Nhật Bản đã giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm tháng thứ 11 liên tiếp. Con số này thấp hơn dự báo trung bình giảm 4,3% của thị trường và đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Giới chức của Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết sự sụt giảm này là do số lượng mua xe hơi mới giảm trong bối cảnh nhà máy ngừng hoạt động, chi phí năng lượng thấp hơn do thời tiết ấm áp. Những con số này được đưa ra trong bối cảnh thị trường ngày càng kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể từ bỏ chính sách lãi suất âm sớm nhất là trong tháng này. Giới ngân hàng cũng cho biết thêm, mặc dù lạm phát đã gây áp lực làm giảm chi tiêu cho thực phẩm và du lịch, nhưng nó không góp phần làm giảm thêm chi tiêu gia đình trong tháng 1 năm 2024 so với tháng trước đó. Một số chuyên gia kinh tế hy vọng chi tiêu tiêu dùng sẽ dần hồi phục. Nhà kinh tế Masato Koike tại Sompo Institute Plus nhận định, áp lực giảm tiêu dùng sẽ được nới lỏng trong tương lai, với mức độ giảm tiền lương thực tế dần dần thu hẹp khi lạm phát ổn định và xu hướng tiếp tục tăng lương. Một cụ bà người Do Thái đã thoát khỏi phe Hamas nhờ nhắc đến Messi. Trong một bộ phim tài liệu mang tên là Câu chuyện về những người sống sót, cụ bà Esther Cuneo, 90 tuổi, là người sinh ra ở Argentina, cho biết là bà được an toàn trong cuộc đột kích của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái nhờ bà có nhắc đến Messi với một tay súng. Các tay súng Hamas trong cuộc đột kích đã bắt cóc và làm bị thương khoảng chừng 1/4 cư dân ở trong làng. Theo lời kể của bà Cuneo, một trong các tay súng đã hỏi thông tin về gia đình của bà. Bà đã nói chuyện với người này bằng tiếng Argentina, tiếng Tây Ban Nha và đồng thời cho biết bà có xem bóng đá và cùng quê với danh thủ Messi. Trong khi đó, tay súng trả lời rằng anh ta cũng thích Messi. Anh ta không những không giết hay làm bà bị thương mà còn đặt khẩu súng vào tay bà và bảo bà giơ hai ngón tay hình chữ V, cho quay video và đăng lên mạng xã hội. 8 người ở trong gia đình của bà Cuneo bị bắt cóc cho đến dải Gaza. 6 người đã được thả theo thỏa thuận trao đổi con tin vào tháng 11 vừa qua, nhưng hai người cháu của bà là David và Arian thì vẫn bị giữ ở dải Gaza trong bối cảnh giao tranh ác liệt. Bộ phim mang tên là Voices de 7 de October được sản xuất bởi Fuente Latina, là một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với các hãng truyền thông nói tiếng Tây Ban Nha chuyên đưa tin về vấn đề Do Thái. Tổ chức này cho biết bộ phim vẫn trong quá trình sản xuất và đang kêu gọi vốn đầu tư. Bộ phim kể về những người Do Thái gốc Mỹ Latin sống sót sau cuộc đột kích của Hamas. Cậu bé 11 tuổi thiệt mạng vì ngưng tim trong thử thách trên TikTok. Một cậu bé 11 tuổi từ Vương quốc Anh, Tommy Lee Gracie Billington, vừa thiệt mạng sau khi tham gia thử thách trên mạng xã hội được gọi là Chroming. Tommy Lee được phát hiện nằm bất động tại nhà một người bạn ở Lancaster và sau đó đã qua đời tại bệnh viện. Chroming là thử thách bao gồm việc hít khói từ các vật dụng thông thường trong nhà như bình xịt, nước tẩy sơn móng tay, dung môi sơn, sản phẩm tẩy rửa, sau đó quay phim quá trình và kết quả để đăng lên mạng. Việc này có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, nghẹt thở, tim ngừng đập. Xu hướng đã dẫn đến nhiều cái chết của thanh thiếu niên trên khắp thế giới. Theo thông tin từ gia đình, Tommy Lee tham gia vào thử thách sau khi bị ảnh hưởng bởi một trào lưu trên TikTok.
ngay sau khi hít phải hóa chất, cậu bé đã bị ngừng tim và tử vong. Gia đình của Tommy Lee đang gây áp lực lên các công ty truyền thông xã hội, đặc biệt là TikTok, để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi nguy hiểm và bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi. TikTok phải đối mặt với những lời chỉ trích vì sự phổ biến của các xu hướng nguy hiểm. Trong phiên điều trần vào tháng 1, các lãnh đạo của 4 nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng đã bị Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ tra hỏi về sự an toàn của nền tảng của họ. Phiên điều trần là một phần trong nỗ lực thông qua đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em trên mạng xã hội.